Chào mừng các bạn đã đến với phần mềm quản lý khách sạn Easy Cloud Hotel. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thông tin khách sạn trên phần mềm. Để khai báo dịch vụ mở rộng cho khách sạn, bạn vào cấu hình, chọn tab dịch vụ mở rộng. Đầu tiên là mini bar, chọn dấu mũi tên để khai báo mini bar. Các bạn có thể thêm, sửa, xóa các danh mục để thêm các sản phẩm đồ uống. Chọn dấu mũi tên trong mục đồ uống và thực hiện thêm mới. Nhập tên sản phẩm, đơn vị tính, giá sản phẩm, sau đó thêm mới. Tương tự để thêm sản phẩm đồ uống khác. Và chọn dấu mũi tên lên xuống để thay đổi vị trí sản phẩm. Bạn có thể thực hiện sửa. Hoặc xóa một sản phẩm. Tiếp theo là khai báo dịch vụ giọt là. Có thể thêm, sửa, xóa, ngừng sử dụng các danh mục giọt là. Để thêm các sản phẩm vào nhóm, ta chọn mũi tên và thực hiện thêm mới. Nhập tên sản phẩm, đơn vị tính, giá sản phẩm, sau đó chọn thêm mới. Khai báo các dịch vụ khác. Thực hiện thêm mới phụ phí tiền phòng. Ví dụ, ExtraBit. Đơn vị là cái. Giá 200. Thêm. Khai báo các trang thiết bị có trong phòng như khăn tắm, đơn vị ở cái, giá 100, chọn thêm. Tương tự như danh mục, bạn cũng có thể thêm, sửa, xóa hoặc ngừng sử dụng các sản phẩm. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn khai báo dịch vụ cho khách sạn trong phần mềm. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.